Hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Như các bạn biết đấy, Zmu là một cơ chế cực kỳ thú vị được giới thiệu lần đầu trong thế hệ 7. Các bạn có thể hiểu nôm na, Zmu hay tuyệt kỹ Z là một dạng đặc biệt của chiêu thức. Trong đó, Trainer và Pokemon sẽ kết hợp sức mạnh của họ lại thông qua điệu múa tế hỏa thần. Sau đó, một nguồn năng lượng cực lớn được kích hoạt, mang toàn bộ sức mạnh của Trainer lẫn Pokemon. Những chiêu thức được nâng cấp này rất mạnh, nếu không muốn nói là mạnh đến phi lý. Nhưng chúng chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận chiến. Nếu một Pokemon đã tiến hóa Mega trước đó thì nó cũng không xài được Zmu, và Zmu cũng chỉ thực hiện được tại quần đảo Alola, nơi tràn gần năng lượng Ultra. Để có thể sử dụng thuật kỹ Z, Trainer phải sở hữu vòng Z và Pokemon phải đeo pha lê Z, như thế họ mới có thể kế hoạt sức mạnh này được. Tính đến thời điểm hiện tại, có 18 tuyệt kỹ Z phổ thông tương ứng với 18 hệ Pokemon và 17 tuyệt kỹ Z độc quyền mà chỉ những Pokemon nhất định mới sử dụng được. Vậy trong các tuyệt kỹ Z đó, tuyệt kỹ nào mạnh nhất? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video top 5 Zmu mạnh nhất nhé. Điện 10 triệu V. Điện 10 triệu V là tuyệt kỹ Z quá nổi tiếng và quen thuộc rồi nhỉ. Đây chính là tuyệt kỹ Z đặc biệt của Satoshi, thứ mà cậu đã sử dụng để hạ Capu Kokeko. Để sử dụng được điện 10 triệu V, bắt buộc Trainer phải sở hữu các Pikachu Alola, mà trong anime chính là hình dạng Pikachu khi đổi mũ của Satoshi đó. Và Trainer cũng phải sở hữu thêm một vật phẩm nữa, đó là Pikachu Neon Z. Trong vài tình huống hiểm nghèo, Z điện của Satoshi sẽ biến đổi thành Pikachu Neon Z. Đây là dấu hiệu của việc sức mạnh tình bạn chuẩn bị được kích hoạt. Khi sử dụng, Pikachu sẽ nhảy múa cùng với Trainer. Sau đó, nó nhảy lên không trung và bắt đầu hấp thụ điện năng từ những đám mây điện tích phía trên nó. Pikachu bắt đầu phóng ra những tia điện 7 màu, nhìn như 7 sắc cầu vồng về phía đối thủ. Khi các tia điện chạm mục tiêu, nó sẽ gây ra một vụ nổ cực lớn. Điện 10 triệu V gây ra một lượng sát thương rất lớn và có phần trăm cao crit. Nếu crit thì sát thương sẽ x1.5 hoặc x2 tùy vào từng điều kiện cụ thể. Khi Pikachu đối đầu với Capu Kokeko, môi trường lúc này là sân điện nên sát thương sẽ gia tăng thêm 50%, cộng thêm sát thương của chiêu thức cùng hệ nên tăng tiếp 50%. Và khi nhạc nền nổi lên, Satoshi nhớ về quá khứ, cậu lại nhảy về tình bạn nên sức mạnh niềm tin đã được kích hoạt. Điện 10 triệu V lúc đó chắc chắn chí mạng nên Pikachu đã xuất sắc hạ gục Capu Kokeko. Mặc dù nó đã sử dụng thần bảo hộ Alola, một Zmu cực mạnh khác sẽ được nói ở phần sau. Trong game, các bạn không thể có các Pikachu lẫn Pikachu Neon Z trừ khi có sự kiện hoặc là cheat. Thần bảo hộ Alola. Đây rồi, tuyệt kỹ Z được cho là mạnh nhất tại Alola. Điều này chứng tỏ sức mạnh của nó vượt trội hơn hẳn các tuyệt kỹ Z khác. Tuy nhiên, nói mạnh nhất là do con người nơi đây chưa nhìn thấy Zmu nào mạnh hơn mà thôi. Chứ gặp ba cái tên ở phía sau, chắc tắt điện ngay. Thần bảo hộ Alola là Zmu tối thượng của các vị thần bảo hộ, bao gồm 4 Pokemon huyền thoại thuộc tứ thân hộ vệ. Truyền thuyết cổ xưa tại Alola kể lại rằng, khi Alola rơi vào hiểm cảnh, một vị anh hùng chân chính sẽ xuất hiện và sử dụng thần bảo hộ Alola cùng các vị thần bảo hộ để bảo vệ Alola. Trong anime, chúng ta đã có dịp chứng kiến Zmu siêu mạnh này, đó là khi Capu Kokeko trao Capu Z cho giáo sư Kukui. Khi sử dụng, Capu Kokeko và giáo sư Kukui sẽ cùng nhau thực hiện các động tác giống nhau để tập trung năng lượng Z. Cơ thể của Capu Kokeko lúc này được bao phủ trong một ánh sáng màu vàng. Nó bắt đầu triệu hồi một người khổng lồ không đầu màu vàng từ dưới lòng đất, trông cực kỳ đáng sợ. Khi người khổng lồ này xuất hiện, hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc và vô cùng sợ hãi. Nhóm bạn của Satoshi đã phải thốt lên rằng Satoshi sẽ phải đối đầu với thứ này ư? Chỉ duy nhất một người cảm thấy phấn khích, đó chính là Satoshi. Sau khi triệu hồi xong người khổng lồ, Capu Kokeko hợp nhất với người khổng lồ. Thực thể khổng lồ này bắt đầu tung ra một cú đấm cực mạnh về phía đối thủ. Thần bảo hộ Alola là một Zmu rất mạnh. Nó gây ra thương bằng với 75% lượng HP còn lại của mục tiêu. Cho dù đối thủ có 1k hay 2k HP thì nó cũng sẽ luôn lấy đi 75% lượng HP hiện tại. Cũng chính vì thế mà tuyệt kỹ Z này không được dùng để dứt điểm chiến đấu. Lưu tinh trưởng. Bắt đầu từ giờ trở đi, chúng ta sẽ đến với những tuyệt kỹ Z tối thượng thực sự, bao gồm 3 tuyệt kỹ Z cực khủng bố của Tam Thần Ánh Sáng. Đầu tiên, sao chúng ta không bắt đầu với tuyệt kỹ Z độc quyền của sư tử mặt trời Solgaleo nhỉ? Solgaleo xuất hiện lần đầu trong Pokemon Sun. Tuy nhiên, phải mãi khi bản game Ultra Sun xuất hiện thì cái Zmu này mới được giới thiệu. Để sử dụng được lưu tinh trưởng, Solgaleo phải biết sử dụng chiêu thức độc quyền của nó, đó là vòng xoáy nhật quang, và phải sở hữu Solganium Z. Khi sử dụng, Solgaleo tập trung một nguồn năng lượng khổng lồ, còn mắt thứ ba trên trán của nó mở ra, nó cũng tạo ra một Ultra Wormhole và đưa đối thủ vào trong đó. Sau đó, nó chạy thật nhanh vào trong Ultra Wormhole, nó nhảy lên cao, tích tụ một nguồn năng lượng khổng lồ như mặt trời. Từ trên cao, Solgaleo tăng tốc, rồi cuộn tròn cơ thể lao thẳng về phía đối thủ. Khi va chạm, nó gây ra một vụ nổ cực lớn, như mặt trời đang tỏa nhiệt ấy.
lý tinh trưởng gây sát thương và sẽ luôn bỏ qua các ai bị cản trở chiêu thức. Có nghĩa là chiêu thức sẽ luôn được thực hiện. Một khi đã được phát động, lưu tinh trưởng có thể mở ra Ultra Wormhole. Chính vì thế, Chainer có thể dùng nó để đi vào bên trong Ultra Space. Đây chính là cách mà Satoshi đã sử dụng. Ngoài Soul Galeora, Darkman Necroma cũng có thể sử dụng Zmoon này. Không chỉ lấy đi hình dạng, Necroma còn lấy luôn chiêu thức độc quyền và Zmoon độc quyền của Soul Galeo. Kẻ giá của việc thua trận là đây. Nguyệt Hoa Phi Tiễn. Nguyệt Hoa Phi Tiễn là Zmoon tối thượng của Lunala. Đây là Zmoon được nâng cấp từ chiêu thức tia sáng nguyệt ảnh. Chính vì thế, để có thể sử dụng được Zmoon này, Lunala bắt buộc phải biết sử dụng tia sáng nguyệt ảnh. Đồng thời, nó cũng phải đeo Lunalium Z. Nếu như Lưu Tinh Trưởng là Zmoon tương tự như sức mạnh của mặt trời, thì Nguyệt Hoa Phi Tiễn lại là Zmoon không chỉ tương tự mà nó mang trong mình thuần sức mạnh từ mặt trăng. Cụ thể, khi sử dụng, Lunala hấp thụ năng lượng Ultra từ Chainer, nó bắt đầu chuyển sang dạng Full Moon và mở ra một Ultra Wormhole. Đối thủ sẽ bị hút vào trong đó. Lunala cũng bay vào trong, sau đó nó bay lên cao và tạo ra 6 điểm năng lượng xung quanh cơ thể. Cuối cùng, từ 6 điểm năng lượng đó, Lunala phóng ra các chùm năng lượng cường mạnh công phá đối thủ. Một tia sáng nguyệt ảnh đã mạnh lắm rồi, bây giờ lại có đến 6 tia, sát thương gây ra là cả tấn và không thể đong đếm. Cũng giống như Lưu Tinh Trưởng, Nguyệt Hoa Phi Tiễn cũng sẽ luôn bỏ qua các ABD cản trở chiêu thức và sẽ luôn đánh trúng mục tiêu. Ngoài Lunala, Deathwing Necroma cũng có thể sử dụng được, miễn là nó biết sử dụng tia sáng nguyệt ảnh và có đeo Lunalium Z. Trong anime, Lunala đã trao Lunalium Z cho Glazio để cùng nó thực hiện Nguyệt Hoa Phi Tiễn, từ đó cung cấp một nguồn năng lượng khổng lồ cho Necroma. Cuối cùng, chúng ta đến với tuyệt kỹ Z mạnh nhất, đó là ánh sáng thiêu đốt bầu trời. Tuyệt kỹ Z tối thượng của chúa tể ánh sáng Necroma, Pokemon đứng đầu của siêu không gian Ultra Space. Có một sự thật có thể các bạn đã biết, các pha Z mà chúng ta sử dụng để huy động năng lượng Ultra thực chất chỉ là những mảnh vỡ tinh thể từ cơ thể của Necroma, nên có thể nói Necroma chính là nguồn gốc cho cái sức mạnh siêu lỗi này. Để có thể sử dụng ánh sáng thiêu đốt bầu trời, Necroma bắt buộc phải đang ở hình dạng Ultra và phải biết sử dụng Full Photon. Khi sử dụng, Necroma tạo ra một quả cầu ánh sáng thuần khiết trước mặt. Quả cầu đó bắt đầu hút cạn toàn bộ năng lượng của môi trường xung quanh, khiến không gian bị bóp méo, cảm giác như bầu trời sắp sụp đổ ấy. Khi đạt kích thước tối đa, lúc này quả cầu ánh sáng đó rất lớn, thậm chí còn to hơn chính Necroma. Sau đó, Necroma ném quả cầu đó về phía đối thủ. Khi va chạm, quả cầu tạo ra một vụ nổ cực kỳ khủng khiếp, không khác gì bom nguyên tử. Cách thức sử dụng của chiêu thức này khá giống với chiêu quả cầu kinh khí của Son Goku. Và tất nhiên, sát thương gây ra là rất lớn. Ngoài các Pokemon hệ bóng tối ra, bất kỳ Pokemon nào ăn trọn ánh sáng thiêu đốt bầu trời thì cũng đai thôi. Zmoon này có cơ chế khá hay, vì Necroma có hai chỉ số tấn công và tấn công đặc biệt bằng nhau, nên Zmoon sẽ xem chỉ số nào cao hơn rồi áp dụng chỉ số đó để tính sát thương. Nếu chỉ số tấn công được áp dụng thì Zmoon sẽ gây sát thương vật lý, còn nếu chỉ số tấn công đặc biệt được áp dụng thì Zmoon sẽ gây sát thương phép, quá là cơ động. Và Zmoon này sẽ luôn bỏ qua các ABD cản trở chiêu thức, nên Zmoon sẽ luôn được thực hiện và luôn đánh trúng mục tiêu. Và một khi ánh sáng thiêu đốt bầu trời được thi triển, bất kỳ kẻ nào cũng phải nếm mùi sợ hãi trước sức mạnh tối thượng của chúa tể ánh sáng. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để AD đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.